Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay tôi đi Yên Bái. Đây là lần đầu tiên cuộc đời của tôi đi Yên Bái. Anh em chở tôi đi Yên Bái. Ngày hôm nay ở ngoài mưa lất phất chút xíu. Và đoạn đường này là tôi vừa mới đi trên đường cầu Nhật Tân. Thưa với quý vị, đây là lần đầu tiên tôi đi trên đường cầu Nhật Tân. Và quý vị hãy xem cầu Nhật Tân như thế nào, có giống cầu Golden Gate ở tại San Francisco hay không nha. Đây, xe của tôi đang đi trên cầu Nhật Tân. Bây giờ mà nếu ra khỏi tàu cầu Nhật Tân thì đi về hướng Bắc để về Yên Bái. Trời ở ngoài mưa lất phất, mưa phùn. Hình như là lần đầu tiên tôi được đi trên cầu Nhật Tân này. Cầu này tôi thấy nó cũng mới. Có lẽ là nó mới. Nhưng mà cái hình thức này thì... Đây, cầu Nhật Tân hình thức này nè. Y hệt như là cái đoạn đường ở trên San Francisco. Mặc dù nó không có cái nét mà gọi là xây như San Francisco là hai bên. Nó màu rồi nó để này nọ. Nhưng mà nó là cái cột và cái đường đi nó giống y hệt như là đi qua cầu San Francisco. Ở bên San Francisco thì nổi tiếng cầu Golden Gate. Thì đây là cái hình thức. Nếu nói là không có cái màu mè đó thì nó giống như là Golden Gate, thấy không? Đây là lần đầu tiên tôi đi trên cầu Nhật Tân. Này là ra, lên trên này là ra rồi đó. Thì cứ thường đó, theo bác tài của tôi đây á, là đi lên tới Yên Bái. Nếu tôi không lầm thì hướng này chắc có lẽ là một là hướng Tây, hai là hướng Bắc, có lẽ là hướng Tây Bắc rồi. Đúng bác tài. Yeah. Đây, thấy chưa, tôi coi gì chứ mà tôi nhắm hướng cũng khá lắm đó. Thưa quý vị, thật ra là tôi đã từng đi trên con đường cầu Nhật Tân. Nhưng những lần trước là tôi đi chiều ngược lại, hoặc là đi ban đêm cho nên tôi không thấy. Chứ bây giờ là tôi biết đường này là cũng đi ra phi trường Nội Bài. Thì tôi đã từng đi rồi. Và đây nếu những ai ở nước ngoài, không ở trong Việt Nam, thì biết rằng là đường đi ra sân bay Nội Bài cũng không khác gì những nước ngoài đâu. Là có, cũng có 4-5 làng như vậy. Chạy xe cũng 4-5 làng. Xe đường trên đường này, nếu tôi không lầm thì được gọi là đường chắc chắn tiếng Mỹ thì gọi là expressway rồi. Nhưng mà ở đây thì tôi chưa có phân biệt được đường cao tốc và đường nhảy, cho nên tôi biết chưa chắc. Ở đây gọi là đường gì, đường, nó gọi đường là gì, đường gì vậy Thắng? Đường này là đường đường xa lộ à? Đường xa lộ rồi. Đây những ai mới cứ nói rằng là Việt Nam chắc là cái đây, nhất là những ông anh của tôi, không? Anh Nam Sơn, Nguyễn Tấn Trí, không? Đường xá ở đây nó như vậy đó, có khác gì Houston hay không? Chả khác gì hết, không? Cũng có bảng chỉ đường rồi gạch ngang gạch dọc y hệt như vậy. Đây là đoạn đường để trong khu vực sân bay. Có những cái bảng chỉ dẫn đi vào sân bay nhưng mà xe chạy tôi quay hụt rồi, tôi cũng quay lại. Đây là đoạn đường sân bay Nội Bài. Đây, những ai chưa đến Hà Nội, chưa tới sân bay Nội Bài, biết đây là đoạn đường. Cũng có kẻ làng ranh rất rõ ràng là vào sân bay Nội Bài như thế nào. Nó có bảng chỉ dẫn như thường này nè quý vị, thấy chưa? Đó, Hà Nội nè, ga quốc tế là gì đó, rất rõ ràng. Đây là bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt. Nhưng mà tôi cũng thấy có một vài nơi có chỉ dẫn bằng tiếng Anh nữa. Cho nên là nếu những ai không đọc được tiếng Việt, thế hệ thứ 3, thứ 2 không đọc được tiếng Việt, thì lâu lâu cũng thấy được có một bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Tôi rất là ngạc nhiên. Ở Hà Nội có rất là nhiều bảng billboard. Billboard đó thì không biết là nó mọc lên như vậy là bao lâu rồi, nhưng mà so với Mỹ á, là đối với tôi nghĩ rằng là nó hơi nhiều đó. Billboard đó là nó các cái bảng quảng cáo đó thôi quý vị. Nhưng mà nó nhiều quá thì không có nên. Vì sao nó nhiều quá? Nó dễ làm cho những tài xế chia trí.
Ở thành phố Houston tôi đó thì khi tôi làm việc đó, thì tôi biết rằng là phải tính toán làm sao đó bớt cái sự chia trí khi lái xe để tránh cái sự tai nạn. Nhưng mà tôi thấy ở đây nó nhiều, nhưng mà tôi thấy lại là các tài xế đều là dân lái xe cứng thôi, tay lái cứng, cho nên có lẽ là như vậy nó khác với Houston tôi. Đó là nhận xét của tôi. Không? Đây là quý vị thấy không, qua cái đèn xanh đèn đỏ là thấy nào là các cái bảng áp phích liền lập tức, là cái billboard đó rất là nhiều. Đây là xa lộ cao tốc mà đi hướng về phía Yên Bái, có cái trạm thu phí xe chạy tốc độ bây giờ là 90 mấy km một giờ, như vậy là cũng không khác gì các đường turnpike ở nước Mỹ cả, không khác gì hết. Đây là một loại đường turnpike, là đường thu phí, đường cao tốc đây. Hình như xe bắt đầu giảm tốc độ để vào chỗ trạm thu phí. Tôi để nguyên như vậy cho quý vị xem thấy trạm thu phí nha. Bảng giảm tốc độ để thu phí đây. Trạm thu phí có tiếng Anh luôn nha, ở dưới là toll gate nha. Đây quý vị xem thấy là Lào Cai 259 km, Yên Bái bao nhiêu đó rõ ràng. Và kiểu trạm thu phí như vậy có giống Mỹ và Úc hay là ở Liên Âu hay không, chả khác chút nào, đúng không? Hôm nay thì trời ở ngoài nó mưa lất phất, tôi quay nó không được rõ, nhưng mà có sao thì như vậy nha. Quý vị thấy không khác gì cuộc sống ở bên Mỹ nha. Đây rõ ràng là như vậy. À, cũng chia ra mấy làng để rồi có màu xanh là mình được chạy tới từ từ rồi mình đóng phí đây. Xe tôi đứng xếp hàng sau cái xe chở hàng là thấy không? Bây giờ tới cái trạm thu phí nên thu phí nè. Đó, và thấy màu đỏ tức là phải đưa tiền xong rồi mới có màu xanh nè, thấy không? Chạy, đó. Chả khác gì nước Mỹ của tôi cả. Cũng chả khác gì các quốc gia Liên Âu tôi đã từng đi, chả khác gì ở Úc luôn. Khác có là ở đây có chữ Việt Nam thôi nhé. Đó. Bác tài của tôi cho biết là ra khỏi sân bay Nội Bài là vào tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy là trên đường cao tốc này là ở trong địa phận của tỉnh Vĩnh Phúc rồi. Như thế là một ngoại ô của thủ đô. Thấy cảnh như thế nào này, quý vị xem thấy không? Nhà nông Việt Nam như thế nào? Đó, tôi hôm nay thì chả thấy ai cày ai cấy cả, nhưng mà cái cảnh ngoại ô của thành phố Hà Nội là như vậy đây. Xe đang chạy trên đường cao tốc trung bình là khoảng 90 km một giờ. Tôi thấy bên cạnh nhà cửa của tỉnh này, nếu tôi không làm là tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là toàn là xây xi măng gạch sạch sẽ hết rồi. Những ai mà chưa về nước, nhất là những ông anh của tôi rời khỏi vùng đất này từ năm 1954, thì đất nước không còn có hình ảnh mà nhà tranh vách lá như hồi xưa đâu. Không phải cảnh xe đạp giống như mấy ông nghĩ đâu, mấy ông ơi. Đây là cảnh thiệt nè, người thiệt, việc thiệt nè. Đây là đường chạy mấy chục km, trăm km một giờ nè. Đường xá không khác gì nước Mỹ rồi nha. Đừng có tưởng là đường bây giờ là toàn chạy xe đạp nè, nhà thì nhà lá nè, vách tranh nè, đồ gì đó thì không phải vậy. Đây, cảnh thiệt, việc thiệt. Không, cũng có các bảng chỉ đường y như nước Mỹ hay là ở Liên Âu.
Có thể chất lượng không bằng, tại vì Mỹ thì đổ xi măng, cốt sắt cũng nhiều nơi gần thành phố, nhưng đi ra ngoài thì Mỹ vẫn đổ bằng bằng nhựa đường thôi, y hệt như vậy nè, khác gì đâu. Tôi quan sát thấy một số thửa ruộng họ có mồ mả ở nơi đó. Như vậy nó khác với những quốc gia như nước Mỹ là có nghĩa trang, chỉ tập trung vào nghĩa trang. Còn ở vùng đất đây thì tôi thấy có những ngôi mộ xây ở trong thửa ruộng. Có những ngôi mộ cũng thật là huy hoàng. Có những ngôi mộ thì nhỏ hơn, nhưng mà đa số là họ có xây xi măng ở trên. Vậy là văn hóa, gọi là văn hóa của tổ tiên đây rất là trọng mộ, đem cả tổ tiên ở với mình, ngay cả trong thửa ruộng của mình. Đụng tới cái thửa ruộng này là có chuyện nha. Đây là long mạch nha, đã chôn xuống rồi là ngày giờ kỹ lắm, ai mà đụng tới là có chuyện đó. Nên đây tôi quan sát tôi thấy vậy thôi. Còn như thế nào thì phải sống mới hiểu được rõ hơn về văn hóa của Việt Nam, ở nhất là những tỉnh phía Bắc như vậy nè. Là đừng có thấy là ngôi mộ của người ta tưởng là tầm thường đâu, đó là linh thiêng của cả dòng họ đó. Linh thiêng của cả dòng họ nằm ở ngay ngôi mộ đó. Ở bên Mỹ thì không có thấy cái cảnh là ngôi mộ nằm ở giữa đồng ruộng, nhưng mà ở đây tôi thấy rất là nhiều. Nhà cửa thôn quê của Việt Nam, thấy chưa, đẹp, đẹp chứ. Một vài nhà không đẹp thôi, chứ đa số là mái ngói rồi gạch ngon lành, ngon hơn là miền quê nước Mỹ đó, đừng lấy giỡn à. Đây, thấy không, mỗi đi ruộng có nhiều ngôi mộ như vậy đó. Đó là một loại văn hóa mình phải hiểu. Giờ này là tôi thuộc và nhớ tên đường này rồi. Đây là đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, chạy xuyên suốt như vậy không có bị một ngã ba ngã tư có bảng stop sign nào hết, chạy trung bình 90 km/h. Vậy là lần sau nhớ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Còn 60 mấy km nữa là tới Yên Bái rồi, rất là nhanh, ngon lành. Chắc là hơn tiếng nữa là tới, chắc khoảng tiếng là tới Yên Bái rồi. Trên đường cao tốc này cũng có rest area, tức là chỗ nghỉ giống như bên Mỹ nha. Có rest area. Nơi đây đó là những ai muốn xả nước cứu thân thì có quyền nha. Bình thường là mình có quyền là xả thân cứu nước, nhưng mà đi xa như vậy đó thì là có quyền xả nước cứu thân. Là chỗ này có cái bảng thấy rõ ràng nha, là chiều cao an toàn nha, nhưng mà chút nữa là có cái chỗ là chỗ nghỉ đàng hoàng, vào đây đổ xăng, mình đổ xăng và mình cũng đổ nước luôn nha. Tôi sắp sửa đi vào thành phố Yên Bái. Cảm giác và suy tư của tôi trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thưa quý vị, phải nói rằng là tôi rất ngạc nhiên. Trong đầu tôi cứ tưởng rằng là mình đi đường cao tốc Nội Bài Yên gì cả Lào Cai. Đây là đường vào thành phố Yên Bái. Ấy cũng rất thơ mộng chứ. Mùa này là Tết cho nên hai bên đường có bảng đó là mừng đảng mừng xuân gì đó, rất là nhiều. Cầu này nó na ná giống như là cầu ở Đà Nẵng, hoặc cầu Rồng, nhưng mà cầu Rồng ở Đà Nẵng thì quá tuyệt vời rồi. Đâu nào đó. Chắc sẽ phải.
Đây, tôi đi vào thành phố Yên Bái. Thành phố Yên Bái là một nơi xa xôi gần phía Bắc, giáp Trung Quốc, tới nơi rồi ha. Đang vào thành phố, đang ở ga. Phố xá Yên Bái. Lần đầu tiên thấy phố xá Yên Bái. Tôi đã tiến vào nút giao để rẽ vào Yên Bái. Đây là tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cảm nhận và suy nghĩ của tôi như thế nào? Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi mà ngồi trên xe, tôi vẫn nghĩ rằng là chắc trên đoạn đường này, ở những nút giao ngã tư chắc cũng còn đèn xanh đèn đỏ hoặc là bảng ngưng stop sign đó. Tôi vẫn nghĩ rằng là chạy chắc khoảng chừng 5-60 km một giờ. Nhưng mà đoạn đường mấy trăm km này, bác tài của tôi chạy tối thiểu là mấy chục km, nhưng mà trung bình là 90 mấy km một giờ. Và có những đoạn tôi thấy bác tài tôi chạy khá nhanh, lên tới 110 mấy km một giờ. Nhưng tôi vẫn để cho bác tài chạy nhanh là tại vì tôi còn muốn chạy nhanh hơn nữa, xem thử đường có ngon không. Đường ngon thiệt thưa quý vị. Đoạn đường mấy trăm km chỉ chạy có hơn 2 tiếng đồng hồ, không có đèn xanh đèn đỏ, không có ngưng lại. Và tôi thấy có một số trạm nghỉ để đổ xăng này nọ, nhưng không cần thiết, chúng tôi chạy một vèo tới đây luôn. Như vậy đó là không thua kém gì đường đi xa lộ số 10 liên bang, số 10 từ Houston đến San Antonio. Đoạn đường cũng mấy trăm km, San Antonio tôi đi từ Houston tới đó thì khoảng chừng 3 tiếng hơn. Ở đây thì ngắn hơn một chút xíu, chỉ có 2 tiếng, coi như tính ra như vậy là khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Tuyệt vời. Trong khi đi đó, cảm giác của tôi đất nước đã ổn định và phát triển. Quang cảnh hai bên thật là thơ mộng. Ở đây không có núi đồi giống như đi Cao Bằng, nhưng mà có núi đồi, nhưng mà núi mà gọi là núi vẫn trồng trọt được. Giờ thấy chung quanh là nhà cửa bằng gạch rồi hết rồi. Các đồng ruộng thì nếu có nghĩa có một số ngôi mộ thì đó là mộ tổ tiên. Tôi thấy rằng là văn hóa đó là văn hóa ruộng nước, tôn trọng tổ tiên ở ngay chính trên các ruộng đồng của mình. Thì tôi nghĩ rằng là đất nước đã ổn định phát triển như vậy, đó là một dấu hiệu bình an. Tại sao lại có những tư tưởng để phá đám, gây xáo trộn, để cho đất nước của chúng ta tan hoang? Những ai mà làm điều đó, khỏi cần nhà nước, khỏi cần đảng, khỏi cần cán bộ, dân đập chết. Mà tôi cũng đập chết, cái này tôi thấy được ai mà làm chuyện đó, tôi cũng đập chết luôn. Vì đất nước của chúng ta quá tuyệt vời. Nhân cơ hội này tôi cũng còn có một số anh ruột, em ruột, anh em bà con, anh rể em rể, họ hàng của tôi chưa thấy cảnh này. Thì tôi xin thưa đây là cảnh thiệt, người thật việc thật. Đất nước đã ổn định, phát triển và an bình. Thể chế nào, đảng nào đi nữa cũng chỉ có vậy thôi. Tức là mục tiêu là phải xây dựng được sự ổn định và an bình cho người dân để họ làm ăn. Thì chính mắt tôi thấy rất rõ ràng đất nước như vậy rồi, không còn có gì để nói nữa hết. Hãy cộng tác để xây dựng đất nước, đừng để cho những tư tưởng của quá khứ trở thành sự ám ảnh cho mình. Thưa quý vị, đây đã tới chỗ mà để mà trạm thu phí để vào Yên Bái. Như vậy là chỉ có một đoạn này là ngừng lại thôi, còn tất cả là thông suốt.
ngã ba, ngã tư ở đây họ gọi là cái nút giao đó, thì đều có cầu vượt hết, cầu vượt ở trên, nên là không có đoạn nào mà phải ngừng xuống. Đất nước đang an bình như vậy thật là tuyệt vời. Bây giờ tôi tiến vào Yên Bái nha.